Xin chào bạn, nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn check số dư trên ví Meta, ví chớp và trao đổi nó trên Uniswap. Thì trên ví Meta nhé. Đó thì lần trước mình làm video cho các bạn rồi. Thì mình vào phần view on and ETH scan này. Đó thì nó sẽ hiện ra những cái token mà mình nhận được. Các bạn vào phần ERC20 token này. Đó thì nó sẽ hiện ra những cái token mà mình đã nhận được nhé. Và bạn muốn own cái token nào ví thì bạn click vào cái token đó. Bạn lấy cái mã này, mã contract này nhé. Bạn dán vào, bạn dán vào ví của mình. Đây là phần own token. Đó là custom token này, bạn dán cái mã ấy vào ví của mình nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái token đấy, cái này mình own rồi thì sẽ không hiện ra nữa. Và trên cái ví chớp thì những cái token nào về ví thì sẽ hiện ra luôn cho các bạn. Và mình sẽ thực hiện trao đổi một cái token nhé. Đó, swap này. Đấy, trên trên ví chớp thì bạn vào DA và bạn dán cái link uliswap.org thì sẽ hiện ra thôi. Đó, mình thấy một số bạn kêu là bạn không biết trao đổi nào nên là mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn trao đổi. Đó thì ví dụ mình muốn trao đổi một cái token nhé thì mình sẽ điền tên cái token đó vào cái phần này. Để mình tìm xem cái token là mình trao đổi nhé. Đây ví dụ như là con này HD này, con này thì nó bị tụt giá rồi. Rồi mình kích vào đấy, mình sẽ nó hiện ra. Đấy thì đây, hiện token HD này. Rồi mình ấn vào phần trade nhé. Đó. Trên ví chớp các bạn lại cũng ấn vào chọn token, rồi ấn vào phần trade này. Đó sẽ hiện, hoặc là bạn có cái link của cái token trên Uniswap rồi thì bạn chỉ cần dán link vào thôi. Đó sẽ hiện ra. Cái này nó hiện này, nó hiện này. Để ấn lại. Đây là cái link của nó trên Uniswap. Chút đấy, nó hiện ra như thế này. Bạn click vào I understand này. Đó thì nó sẽ hiện ra như thế này rồi. Thì mình ấn mark vào đây, mình đổi sang mình chọn mình muốn token mình đổi nhá. Ví dụ bạn đổi ETH này, DAI hoặc các token khác các bạn chọn nhé. Thì mình sẽ đổi ra ETH. Nó sẽ được 0.004 0.004 ETH thôi. Đó thì cái này bạn đòi bạn phải có phí nhé. Bạn phải có ETH trong cái ví của bạn thì bạn có thể đổi được. Đó thì mình sẽ ấn Apple HD này. Bây giờ phí của nó rất là cao thì mình rất ngại đổi, nhưng mà một số bạn mà không biết đổi thì mình sẽ làm một video hướng dẫn cho các bạn. Đó, nó sẽ mất 0.056 tiền đồng phí ga nhá, phí app vào đây ga nhá, phí app vào đây thôi. Còn swap nó mất thêm một lần phí nữa thì mình sẽ con fit này. Đó, mình sẽ đợi cho nó xác nhận xong thì nó sẽ hiện lên cái swap này và mình sẽ swap được. Đó, đợi một chút cho nó chạy đi đã. Đang áp phí vào thôi. Đấy, nó đang áp phí vào đây nha. Khi nào nó hoàn thành swap này nó sẽ hiện ra. Đợi một chút cho nó chạy. Cái này nó xác nhận. Phí ga rồi nó rất là đắt nên là mình rất là ngại đổi. Và token này của mình nó đang tụt giá. Đó và còn rất nhiều token bên dưới nữa, đổi nó cũng sẽ tương tự như thế. Bạn chỉ cần vào Uniswap bạn dán link dán cái token như vậy thôi, nó sẽ hiện ra mình có thể swap được. Bạn chú ý là nó sẽ mất phí, bạn có phí ETH trên ví của bạn thì mà đổi được. Đó, một số token bên này A này nó tăng giá này, mình có để đấy ra. Nhìn những con dự án ở đó cũng thấy là ok thì mình không đổi phổi. EGT này. Chạy đâu thế? Ganymede. Đấy, bạn có thể vào ETH scan bạn check nhé. ETH scan.io này. Bạn check giao dịch của nó đang thực hiện như nào. Đấy, bạn chỉ cần vào để app của trên ví chớp bạn dán vào nó sẽ ra thôi. Mình vào tuột đây xem được. Đây, view on trên ETH scan này.
Đấy, nó đang pending này, đó. Nó chạy hơi là chậm nhé, có khi là mình để phí ga là hơi thấp. Còn cái phí ga cao thì nó chạy nhanh hơn nhưng mà tốn phí hơn các bạn nhé. Mình phí thấp thì có thể khả năng nó như gọi là nó bị không xác nhận được hết phí này, hết ga này. Đó thì mình cứ nâng cao được một chút, nó sẽ tốn phí hơn một chút. Rồi, mình sẽ đợi một chút cho cái này nó hoàn thành nha. Đó, ok, nó đã hoàn thành rồi, 18 confit này. Đó, mình sẽ tiến hành swap nhé. Swap này, sẽ mất một lần phí nữa. Confit swap này. Đấy, vui lòng đợi. Sẽ mất mình xác nhận một lần nữa. Đây, phí ga này, 2 đô rồi nha. Đó, phí ga đúng không? Rồi, mình có thể kiểm tra trên ETH scan. Xem nó chạy đến đâu rồi. Nhỏ hơn 3 phút. Đó thì hai lần nó mất khoảng tầm 2 đô phí gì đấy. Kiểm tra lại lần trước mất bao nhiêu phí nào. Đấy, mất 0,37 đô phí nhá. Lần sau nó mất 2 đô nhá, phải mất tầm khoảng 2 đô rưỡi. Và nó cũng đang chạy pending, để một lúc cho nó xác nhận. Ok nhé, vậy là hoàn thành rồi. Đó, swap 2400 GHD bằng 0,04461 ETH này. Đó.